Hello, chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đến với lại Chó Bắc Hà TV. Đến với lại cái video tiếp theo. Mọi người ơi, chiều chủ nhật rồi, ở nhà lâu lắm mới có một cái chiều chủ nhật ở nhà để quay video đấy mọi người ạ. Hôm nay đi chợ thì cũng bắt được cho 4 bác, mỗi bác một con, tổng 4 con. Với lại hai con gà nữa. Thì hiện tại bây giờ vừa giờ mới tranh thủ gửi được hai con gà với lại một con cọc đen ấy. Đấy, gửi về Vĩnh Phúc đấy, còn lại mấy con này, trong ngoài còn nhiều lắm mọi người ạ. Đấy, có chủ rồi cũng có mà chưa có chủ có, tí nữa em sẽ nhốt riêng những cái con mà có chủ rồi, em nhốt riêng chỗ và em sẽ sâu hàng những cái con mà chưa có chủ mọi người nhá. Thì ở trong đây thì có những con nào có chủ rồi của bác nào làm chủ ấy thì bác vào bác nhận hàng nhá. Đấy, tí em sẽ quay ngược cam để em sâu hàng cho bác xem. Còn bác nào, những em nào chưa có chủ ấy, bác nào thích bắt em nào thì cứ alo em, Zalo 0812072628, số điện thoại liên hệ 0394889886 mọi người nhá. Mọi người xem video nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video ủng hộ em. Video này em cố gắng là chỉ trong mấy phút cố gắng sâu hết, nhưng mà một mình em hơi khó. Vậy nhá mọi người nhá, em chào tất cả mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho Chó Bắc Hà TV mọi người nhá. Đây còn tất cả đây mọi người này. Đấy, trong này thì có một con cái có chủ này, hai con đực có chủ rồi này, hai con đực đẹp nhất hàng có chủ rồi này. Đấy, con cọc trắng có chủ rồi, cọc trắng chạy đâu đấy. Và con sủ xám này mua hồi một bác ở trong Sài Gòn nha. Đấy, bác ấy là có một con đực đẹp ở đây này. Đấy, với lại một con xám kia. Đấy, con xám này mua chợ 1 triệu ấy. Đấy, con cọc trắng ở bên chạy lên kia. Con cọc trắng thì đáng lẽ là bây vừa ra gửi, nhưng mà do xe chạy được cao tốc nên là tối rồi, muộn rồi, nên là bác không nhận được thôi, sáng mai em gửi cho bác ấy. Đấy, và những cái con kia cũng thế, em thì gửi xe tối nay thì đêm nó về đến Hà Nội ấy, thì là để các bác nhận được rất là vất vả. Thôi thì sáng mai em gửi để cho các bác nhận vậy. Đấy, còn ở dưới nhà còn mấy con nữa các bác ạ. Dưới nhà còn mấy em nữa. Còn đây trong cái đàn mà đập rồi em bắt 7 con ấy, thì hiện tại bây giờ đã bán 4 con rồi, chỉ còn 3 con nữa mọi người nhá. Thì em sẽ sâu hàng. Đấy, bây giờ em sẽ vào em lọc ra hai chuồng này. Một bên là chưa bán, một bên là bán rồi mọi người nhá. Sau đó em sẽ quay những em chưa bán. Đây, bây giờ em sẽ vào em lọc. Lọc. Ôi, chó này nó cuốn chủ lắm này, mọi người nhìn này. Đúng rồi, nó bâu ấy. Xếp hàng này. Bạn nào bé thì đứng dưới, bạn nào to đứng lên trên. Đúng rồi này. Đây, bây giờ để em vào em lọc ấy. Ui, vào sợ không đi được ấy. Nó bâu một chân chưa này. Nó bâu một chân rồi mọi người này. Thôi, vào đây anh lọc nào. Lọc đã. Nào, bên nào bán rồi sang bên này. Bạn nào bán rồi, bạn nào có chủ rồi vào trong này. Bạn nào có chủ rồi vào trong này. Ôi giời ơi, nhúc này. Nhưng bạn bên này có chủ rồi đây này. Đấy, hai con đực đẹp này, một con cái đẹp luôn này mọi người này. Đấy, một con trắng kia. Đấy, một con trắng này, trắng là có chủ rồi này. Trắng là một chủ này. Một con đực đẹp là một chủ này. Còn một con sù cái đỏ kia thì tối nay gửi khách đang quay video thì bác ấy gọi điện, bác ở Hưng Yên là sẽ gửi cái này tối nay luôn, xe Nam Định. Đấy, bác ấy có thể nhận được buổi tối nên là sẽ gửi. Đấy, còn lại là một chủ là một con đực đẹp này với lại một con xám này mua chợ này. Đấy, và hai hôm nữa sẽ về mấy con trắng nữa ấy, thì là bác ấy sẽ bắt một cái trắng đẹp nữa là sẽ gửi vào Sài Gòn. Đây, còn đây là những em mà chưa có chủ thôi. Còn tức này em đây, ba con đực, ba con đực này thôi ạ, và con đực trắng này là 4. Đấy, tổng bây giờ là còn 4 con đực kìa. Đấy, đây đấy. À, giờ em cứ lấy luôn được cái con sù đực to nhất này là số 1 đi nhá. Đấy, đực to nhất số 1 này. Đấy, xem nào. Đấy, con này to, con này là hơn 5 cân rồi này.
Nói chung là những con này toàn hơn 5 cân hết, lông thì mọi người nhìn là full luôn đúng không ạ? Mọi người nhìn lông là biết thôi, chó chất lượng lông chó như nào, chất lượng chó của em như nào rồi đúng không ạ? Đây là hai con đực thuộc dạng là đẹp nhất đàn đây. Đấy. Con này thì không thua kém gì hai con này. Đấy, ba con này. Không thua kém gì nhau, đấy, ngang nhau luôn. Đấy thì em tạm lấy con đực này, con đực số 1 này để em sâu hàng lắm. Em bắt nạt nó đấy. Mọi người đợi em bắt nạt nó nhé. Con này. Con này. Con này đốm lưỡi ở trong rồi đây. Đây, đây đốm vào chỗ đầu ngón tay em để nhận diện nhé. Đây. Đây, đấy, 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 nhìn thấy chưa? Đấy mà đấy con số 1 nhá. Đấy con này nó chạy xem nào. Ui nặng lắm, tầm 5 cân rồi mọi người. Đấy. Đấy, con thứ hai đây. Thứ hai là con đực đây. Cũng là đực ai, cắn nhau. Đực chắn tí ngực này. Đấy. Đực chắn tí ngực. Lưỡi cũng đốm vào trong. À, lưỡi con này không đốm như vậy. Đây, không đốm, không đốm. Con trắng ngực là con số 2 nhá. Đấy, còn con kia thì là đỏ tuyền nhá. Con số 1 là đỏ tuyền. Con thứ hai là trắng ngực, đực số 2 cũng ngực. Đực số 3 nào. Đực số 3 nè. Xem nào, không có cái gì đặc biệt không. Em này đỏ tuyền nhá. Đực số 3 đỏ tuyền này. Đấy, đốm không? Đốm 3 chấm luôn như bàn chân chó ở lưỡi nhá. 3 chấm luôn này. Đấy. Đấy, bạn này thì tầm khoảng 4 cân rưỡi. Siêu cute luôn. Đây bạn số 3, được số 3 này, được số 4 này. Được số 4 là con sù trắng này. Đấy. Bạn này thì hôm vừa rồi cũng sụt xịt ốm mất 2 3 hôm giờ mới phục hồi đây này. Không thì em cũng lên đường đi lắm lâu lắm rồi đấy. Đấy, nên là vừa chưa xong khỏi giờ mới cho lên đây được này. Đấy, em này thì lông thì chấm hết luôn. Chấm hết trong con lòng chó sù luôn, lông gốc đuôi to. Đấy, này. Đấy, gốc đuôi to chưa? Đấy, lưỡi thì đốm 90% luôn. Đây, lưỡi gần như lưỡi thép luôn. Quay ra chỗ sáng nào. Đây. Lưỡi chỉ còn một tí ở chỗ chấm như là khoang. Đấy, còn đâu là đen hết con này. Con này siêu đẹp luôn. Đấy. Đẹp suy hết. Đấy, thấy nhỉ? Tổng bây giờ là còn 4 con nhá. Tí nữa xuống dưới nhà em sâu 1-2 con dưới nhà nữa. Dưới nhà còn một con cọc đỏ tuyền này. Cọc đỏ tuyền đốm lưỡi này. Đấy. Đấy đấy, ghê gớm chưa, ghê gớm chưa. Thôi mày tha cho nó đi, nó vừa khỏi ốm dậy xong. Mày. Đấy, thế tổng là ở đây là 4 con nhá. Đấy. Này, giờ các bạn tạm thời bị tách ra nhé. Để tối tao bắt cho đứa bị bắt nhầm. Mai cho đứa bị bắt nhầm nhá. Đấy. Đấy, chó này, lông đẹp này. Đàn này siêu đẹp luôn mà siêu thuần màu luôn nhá. Đàn này là 8 con. Đỏ, lâu đỏ, xù đỏ cả 8 luôn. Đấy. Duy nhất mỗi con này trắng tí ngực rồi. Đấy. Còn lại 7 con đỏ tuyền mọi người ạ. Vậy nhá, bây giờ em sẽ đi xuống mọi người xem video nữa. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi nhá. Bật nút chuông theo dõi chó Bắc Hà TV mọi người nhá. Đây vẫn còn cái bạn đốm chân này này. Đấy, bạn đốm chân vẫn còn lên này mọi người này. Bạn này vô duyên lắm này. Chủ kỳ kèo ấy bán kỳ kèo đúng là nó vô duyên. Đấy, như bình thường thì rẻ thế thì bay ngay. 7 triệu bay ngay, giờ kỳ kèo nói chung là nó bị vô duyên đấy, phải vía. Chủ nó kỳ kèo suốt ngày. Đấy. Đấy, con này thì xù đẹp. Đấy, xem còn con này là của ông bác đấy. Con đực này, đực của ông bác này, bác nào bắt nút con này. Đấy, bác bỏ hai con thì bán một con rồi không biết là còn con nào nữa. Đấy. Còn với bạn này là bị ghẻ nó không dám gửi này, đang tiêm. Đang chữa ghẻ đây. Ui xù, ghẻ sần sùi hết cả mặt lên. Em đang điều trị đấy. Đấy bạn này. Đây con cọc đỏ đây mọi người này. Đấy cọc đỏ, đỏ tuyền đấy nhá mọi người nhá. Tai đang bênh rồi này. Đấy. Con này thì nó tận quá, nó to thả ra toàn cắn nhau bọn kia nên là em phải nhốt riêng đây mọi người này. Cọc đỏ tuyền, tai đang bênh. Đấy. Con này lưỡi đốm nhiều, đẹp. Đấy. Con này giờ hơn 5 cân rồi, gần 6 cân rồi này. Đấy, nó cứ đòi ra nó nghịch lắm, nói chung bọn cọc với đồ Bắc Hà nó tận lắm. Nó cũng tùy từng con. Đây còn con này nữa, con sù đen này. Sù đen siêu VIP của em đây này, đang định nuôi để giống này. Đấy thì vừa đi chơi về nhìn thấy chủ sợ cúp nuôi vào luôn. Đấy. Đi vào. Đấy con này thì giờ nó khoảng 7-8 cân. Đấy em vào sâu cho mọi người xem nhé. Đây.
đấy, còn con đực này nữa, đực đen này, con này thì lông lá quá ok luôn. Ấy, chân hôm nọ nhu yếu, giờ em phải thả ra để em chữa canxi đấy. Chân hôm nọ hơi yếu, giờ chân thì có vẻ ok rồi. Còn một con sù đỏ ở dưới này nữa của ông bác nữa. Đây, con sù đỏ của ông bác nữa đây. Đấy. Con đực nhé, con đực này. Đấy. Đấy, còn con này nữa. Đấy, bác nào bác con nào, tổng trên kia 4 đúng không ạ? 5 đúng không ạ? 6. 6 với con xám của bác kia là 7, với lại con cục đỏ kia trong chùa kia là 8. Đấy, tổng còn 8 em nữa là chưa có chủ mọi người nhá. Đấy. Mọi người ai bắt con nào thì ới em nhé. Số điện thoại em sẽ để trên màn hình. Đấy. Và bác nào chưa hiểu về dòng chó thì cứ comment hỏi em nhé. Vậy nhá, em chào tất cả mọi người. Em xin được kết thúc video ở đây. Chúc mọi người xem video vui vẻ nhá. Em chào tất cả mọi người.